Tập 1. Viện nghiên cứu 701 của lãnh đạo đảng. Đây chính là tiến sĩ Kiều Chính Nghĩa. Ông ấy chính là người lần này chúng ta phải bảo vệ. Tiến sĩ Kiều đã từng mấy lần chật vật từ hải ngoại trở về. Ông ấy là nhà vật lý học nổi tiếng quốc tế, cũng là nhà quan sát của công trình 213 quốc phòng. Sự an toàn của ông ấy trên tàu hỏa do công an đường sắt phụ trách. Nhiệm vụ của chúng ta là sau khi tàu đến trạm An Viễn, bảo vệ cho tiến sĩ Kiều an toàn đến được cơ địa số 0. Hành động lần này do đồng chí Hàn Thái Tưng chỉ huy. Đồng chí An Năng phụ trách phối hợp cho sự an toàn của tiến sĩ Kiều liên quan đến toàn bộ công trình 213 quốc phòng. Bộ trưởng Lưu đã ra lệnh cho tôi nhất định phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ lần này, nhất định phải làm đến mức không chút sơ suất gì. Phó phòng Hàn đợi ngài bố trí nhiệm vụ. Đi thôi. Đồng chí, anh không được bước thêm nữa. Đây là phòng riêng. Xe ăn không phải ở bên đó à? Tôi qua đó bằng cách nào? Anh đi nhầm đường rồi, xe ăn ở đằng kia. Cảm ơn. Lập tức thi hành kế hoạch S. Trưởng phòng Tống, đi đường vất vả rồi. Tiến sĩ Kiều xin làm phiền các anh nhé. Yên tâm. Dọc đường làm phiền mọi người rồi. Đó là việc chúng tôi nên làm. Tiến sĩ Kiều, mời. Mời. Bệnh viện.
Hiện trường tổng cộng tìm được 6 cỗ thi thể. Thân phận đã được xác nhận. Tiến sĩ Kiều bị hành thích, phó phòng Hàn Thái Tưng hy sinh. 4 cỗ thi thể còn lại lần lượt là 2 cảnh vệ của quân ta và 2 phần đặc tử đặc vụ của địch, còn có mấy đồng nghiệp bị thương. Bộ trưởng Lưu, tôi là Cao Thiết, Đại học Ninh Châu. Ngừng hết lại. Công tác giải mật tiến hành đến đâu rồi? Báo cáo viện trưởng, chúng tôi đang dốc hết sức tốc lực để giải mật. Tôi không muốn nghe. Càng đừng nói cái gì mà dốc hết tốc lực với tôi. Tôi chỉ muốn hỏi, khi nào, ngày nào thì phá được mật mã tím này? Được thôi. Cứ kéo dài như vậy, tôi thấy phòng giải mật nên giải tán rồi đấy. Xin lỗi các đồng chí, tôi vừa nhận được thông báo tiến sĩ Kiều Chính Nghĩa đến từ Bắc Kinh đã bị phần tử đặc vụ của địch tấn công ở trạm tàu An Viễn. Trưởng phòng Hàn Thái Tưng cũng hy sinh rồi. Nhưng hành động của đặc vụ địch đến bây giờ chúng ta vẫn không hề biết gì hết. Đúng là lơ mơ như người mù. Đó là sự sỉ nhục của mấy người, cũng là nỗi nhục của 701. Làm việc tiếp đi. Nói với Trịnh Đương, đón con trai của Hàn Thái Tưng về đây cho tôi. Rõ. Cô có từng gặp người này chưa? Chưa bao giờ. Cơn mưa hôm đó đến rất đột ngột. Người đó đến cũng rất đột ngột. Tôi chỉ biết tính toán. Tôi không biết thế giới bên ngoài trường học đã xảy ra những gì. Tôi lại càng không biết sự xuất hiện của người đó sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi. Cảm ơn. Không cần đâu. Tôi đã ướt người rồi. Anh Thọt, mưa thì phải che ô. Cậu gọi ai là Thọt? Anh đấy. Thiếu 2 cm. Chân trái thiếu 2 cm. Làm sao cậu biết tôi là người Thọt? Anh có lót một tấm lót ở chân trái. Có chắc là 2 cm không?
Vị trí mắt cá chân bên trái của anh cao hơn mắt cá chân bên phải 2 cm. Chính xác. Bạn Dung Kim Chân. Làm sao anh biết tôi là Dung Kim Chân? Nhưng mọi người đều gọi tôi là Dung Đầu To. Tại sao? Đầu cậu đâu có to. Bọn họ bảo tôi vừa đần vừa ngốc nên gọi tôi là Đầu To. Anh Thọt, anh đến để tìm người à? Ừ. Tìm hiệu trưởng của các cậu. Phía trước đi thẳng rẽ trái ở tòa đầu tiên đấy. Cảm ơn. Rất vui được quen biết cậu. Anh Thọt, ô này. Đồng chí này, anh tìm ai thế? Tôi tìm hiệu trưởng. Tôi là chủ nhiệm trường. Có chuyện gì cứ nói với tôi đi. Chào ông, chủ nhiệm. Làm phiền ông báo với hiệu trưởng, nói là có người của trường khuyết tật đến. Anh chính là bên trường khuyết tật tới tuyển giáo viên à? Giờ tôi đưa anh tới chỗ học sinh. Khỏi cần. Tôi muốn gặp mặt hiệu trưởng. Tôi có thứ này đưa cho ông ấy. Thứ gì? Đưa tôi xem trước. Xin lỗi. Từ đó tôi chỉ có thể đưa cho hiệu trưởng. Tôi là hiệu trưởng đây. Đi theo tôi. Đồng chí này, trường khuyết tật của anh hóa ra là sở vụ giáo vụ. Họ Vương, tôi quen lắm đấy. Chủ nhiệm trường, anh cứ đi làm việc đi. Lúc ra ngoài đóng cửa giùm tôi luôn. Dạ. Tôi đã xem thư giới thiệu. Thế anh cần tôi giúp anh như thế nào? Xem ra hiệu trưởng không quen em thật rồi. Anh là... Bất cứ lý luận số học có ý nghĩa nào đều là một giả thiết không thể nào chứng minh. Hóa ra anh đã từng vào lớp tôi dạy. Sinh viên khoa số học Trịnh Đương. Xem ra trường đại học chúng tôi có không ít nhân tài nhỉ. Lần này em tới là mong phát hiện ra được nhân tài thực sự trong các đàn em. Lần này anh định tuyển bao người? Thả thiếu chứ không bừa bãi. Cụ thể có yêu cầu gì không? Thế ai có thể giải được câu đố đó đều có thể tới phỏng vấn. Và em phải nhắc nhở thầy, thân phận của em xin thầy hãy giữ kín. Tôi biết. Trưởng phòng Trương, mới có được. Đây là mật điện mới có được. Anh xem đi. Thay đổi rồi. Nó lại thay đổi. Trưởng phòng Lưu, anh làm sao thế? Thay đổi rồi. Trưởng phòng Lưu, anh làm sao thế? Nó sắp chạy. Trưởng phòng Lưu, trưởng phòng Lưu làm sao thế? Nó sắp chuồn. Cái gì chuồn? Cái gì chuồn? Trưởng phòng Lưu, trưởng phòng Lưu, nó sắp chuồn. Nó sắp chuồn, nó sắp chuồn. Tao sợ nó chuồn mất. Trưởng phòng Lưu, đừng có chuồn. Tao thấy mày rồi. Trưởng phòng Lưu, ngăn anh ta lại. Chặn anh ta lại. Tao thấy mày rồi. Mày đừng có chạy. Trưởng phòng Lưu, trưởng phòng Lưu.
Viện trưởng, người đâu? Ở trên nóc nhà ạ. Sáng nay tới còn bình thường, còn chủ trì cả cuộc họp nữa. Tự dưng lại như vậy. Cho mày chạy này. Anh ta làm sao vậy? Anh ta làm sao thế? Cho mày chạy này. Chạy, chạy đi. Tao thấy mày rồi. Tao thấy mày rồi. Nhưng tao không tóm được mày. Tao không tóm được mày. Mày có biết tao đau đớn thế nào không? Tao biết. Sớm muộn cũng có ngày này. Hai chúng ta không phải mày chết, chỉ là tao chết. Mày chạy đi. Chạy. Chạy đi. Chỉ có tôi hiểu được. Là tôi. Mấy người tránh hết ra. Tránh ra. Tôi phải nhảy xuống. Tôi phải tóm được nó. Đừng có cản tôi. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tôi phải nhảy xuống. Tránh ra. Lưu Nhất Bình, đừng lại đây. Cấm ai lại đây. Tôi là Cao Thiết. Tôi là Lưu Nhất Bình. Lưu Nhất Bình là tôi. Nó là của tôi. Đừng hòng ai cướp với tôi. Đừng hòng cướp với tôi. Tránh ra. Tránh ra. Lưu Nhất Bình, anh bình tĩnh đi. Không. Không. Nó là của tôi. Nó là của một mình tôi. Chỉ có tôi hiểu nó. Đừng có hòng cướp của tôi. Tránh hết ra. Được rồi. Tôi đưa anh đi tìm nó. Nói gì cơ? Tôi đưa anh đi tìm nó. Anh nói thật không? Thật đấy. Anh không được lừa tôi. Tôi phải bắt lấy nó. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi không bắt được nó. Thả tôi ra. Tôi không bắt được nó. Chủ nhiệm An. Hiệu trưởng. Vụ trưởng khuyết tật tuyển người, anh xem xét tới đâu rồi? Tôi đang xem đây ạ. Ông nói trưởng khuyết tật tuyển giáo viên lương cao vậy, còn khá khẩm hơn đãi ngộ của trưởng Ninh Châu chúng ta. Sao? Thèm lắm à? Anh cũng đi được đấy. Đâu có giới hạn độ tuổi đâu. Không, ông đừng có đùa mà. Tôi nhấn mạnh lại với anh, anh nhất định phải động viên tất cả các sinh viên của khoa số học, nhất là mấy nghiên cứu sinh kia. Chỉ cần ai có thể giải được câu đố này thì bảo mấy em đó tới ứng tuyển với thầy Trịnh. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ quan trọng, tranh thủ. Đã rõ, thưa hiệu trưởng. Đi nhé. Hiệu trưởng đi ạ. Em tên là Vinh gì ấy nhỉ? Triệu Kỳ Vinh ạ. Chủ nhiệm, công việc gì lương cao thế ạ? Khoa thể dục à? Không có việc của cậu. Lão Vương, hiệu trưởng nói anh nghe cả rồi đấy. Được rồi, mau đi nói chuyện với mấy nghiên cứu sinh đi. Được rồi. Mời vào. Chào anh. Anh là trưởng phòng Trịnh của trường khuyết tật à? Anh tới phỏng vấn à? Không phải tôi. Là hai sinh viên của tôi. Sinh viên ở lại. Mời anh ra ngoài. Triệu Kỳ Vinh, tôi không mắc lỗi. Ngồi xuống.
Hãy giảng thật kỹ bài này cho tôi. Thế là sao? Có nói cậu cũng không hiểu. Coi thường người khoa thể dục à? Chớ trách tôi không nhắc trước. Đứa nào mà coi thường khoa thể dục phải ăn đòn hết. Tôi không có ý đó. Bài toán này phải là người học năm ba trở lên ở khoa số học. Tôi giảng thì người ta mới hiểu được. Thầy ơi, bài làm của bọn em ở trên bàn ạ. Nhanh thế à? Cậu chắc là đúng hết chứ? Đợi lát hai em vào đó, đừng có sợ sệt căng thẳng nhé. Dạ. Chào đồng chí, tôi muốn hỏi một chút. Trường khuyết tật tuyển người ở đây ạ, tầng 3. Cảm ơn. Hai em vào trong đi. Thế nào rồi? Bọn em đứng mãi một hồi, ông ấy chẳng nói câu gì, rồi vẫy tay bảo bọn em ra ngoài. Thầy Lý, em thấy rõ ràng vớ vẩn, ông ta đang xỏ chúng ta. Thôi, thôi. Nếu không phải hiệu trưởng có lệnh, với lại tiền lương ở trường đó cũng cao, đãi ngộ tốt, tôi cũng không đưa hai em tới đâu. Về đi. Đừng có nghĩ nhiều làm gì. Em biết, còn nhiều cơ hội. Bạn ơi, làm gì đấy? Cho mình hỏi, tới phỏng vấn à? Ừ. Người ta hỏi cái gì vậy? Chẳng hỏi cái gì cả. Chẳng hỏi cái gì cả. Bọn em đã đi được chưa? Tùy. Cậu bạn ngoài kia, tới thì cũng đã tới rồi. Vào đi. Nói cậu đấy. Chân của cậu ở bên ngoài không phải là bị tật sao? Sao lại giả bộ bị tật? Bởi vì em thấy thầy bị què rất ưu nhã, em muốn tiếp cận thầy. Nói tiếp đi. Vốn dĩ là lời đầu tiên em đã nghĩ xong rồi, nhưng bây giờ không dám nói. Tôi muốn nói.
Em chào thầy, em tên là Triệu Kỳ Vinh. Từ nhỏ em đã luyện võ, gia học thâm hậu, em đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi võ thuật toàn quốc. Đáng tiếc là em trong một lần dám làm việc nghĩa, bị ngã gãy chân phải. Từ đó về sau, em đã nhận thức sâu sắc được rằng những bất tiện và đau khổ khi là một người què. Từ đó em đã hạ quyết tâm muốn mở rộng cho những người tật nguyền, thể hiện lòng yêu thương, làm nên cống hiến. Lần này trường khuyết tật chiêu nhận giáo viên đối với em mà nói là một cơ hội lớn. Hy vọng thầy Trịnh có thể nhận em vào trường khuyết tật để em có thể chắp thêm đôi cánh cho những người khuyết tật và bạn học khuyết tật bên cạnh em. Những lời cậu nói, câu nào là thật? Câu thi võ thuật là thật. Giải nhất à? Giải ba. Tôi không thích người mồm mép dẻo kẹo. Đưa đề thử của cậu cho tôi. Triệu Kỳ Vinh, có. Cậu được tuyển dụng tới trường khuyết tật dạy số học tích phân cao cấp. Có vấn đề gì à? Không phải ạ. Thầy à, chúng ta có thể bàn bạc chút không? Bắt đầu từ dạy học cơ bản đi. Ví dụ như dạng như là đại số gì đó, từ từ mà dạy thôi, được chứ? Đề mục tính toán số lượng lớn như vậy, cậu dùng vài bước đã giải được, chứng minh năng lực của cậu rất tốt. Cậu nhất định là nhân tài của khoa số học. Trả lời tôi. Em nói thật với thầy, em là nhân tài của khoa thể dục. Nói cho tôi, đề này là ai giải hả? Không giấu thầy, người có thể giải được đề này, tất cả các đại học Ninh Châu chỉ có em biết cậu ta ở đâu. Thầy muốn tìm cậu ấy, phải đồng ý với em một điều kiện. Nói đi, buộc phải tuyển mộ em vào trường khuyết tật. Anh chàng này cả đời có ba sở thích: đếm kiến, ăn sủi cảo và giải đề. Hơn nữa, cậu ta vào lúc 1 giờ chiều mỗi ngày đều sẽ ở đây, sét đánh cũng không động đậy. Nào, qua bên kia. Nói cho tao biết mẹ mày là ai. Tôi... Mẹ mày là ai? Hỏi mày bao nhiêu lần rồi hả? Vậy mày có nói không? Mẹ mày là ai? Không nói, không cho mày ăn sủi cảo. Nghe thấy chưa hả? Xin lỗi, xin lỗi rung đầu to, xin lỗi nhé, xin lỗi, xin lỗi. Ăn sủi cảo. Sủi cảo mà cô giáo làm, đây là sủi cảo mà cô giáo nặn, hết cả rồi. Kiến sẽ ăn hết nó. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúng ta đã tiến cử cho hắn 22 người, trong đó còn có mấy nghiên cứu sinh. Chẳng nhìn chúng được ai cả. Người ta cảm thấy không thích hợp mà. Mấy học sinh tìm hắn ta để phỏng vấn, quay về nói với tôi, hắn từ đầu tới cuối rất vô lý với học sinh, hoàn toàn coi họ là không khí.
Mấy đề này cậu giải rất đặc biệt, lối suy nghĩ rất khác thường, nhưng chỗ cần tính toán rất ít. Làm sao mà cậu làm được như vậy hả? Lười tính thôi. Chỗ tôi có một công việc, cậu có hứng thú không hả? Tôi đang hỏi cậu đấy. Không muốn biết là công việc gì à? Lương của công việc này rất cao đấy. Trường cậu có rất nhiều giáo viên, học sinh, thậm chí cả giáo sư, dốc hết tâm trí để được nhận đấy. Nhưng mà tôi không nhận bọn họ. Công việc là chuyện lớn à? Tôi cho rằng là như vậy. Vậy thì đừng hỏi tôi, ông phải đi tìm hiệu trưởng đi. Tại sao? Hiệu trưởng nói rồi, chuyện nhỏ thì cô giáo làm chủ, chuyện lớn thì ông ấy làm chủ. Viện trưởng, chủ nhiệm Ngô tới rồi. Lôi Đình và Trịnh Đương sao vẫn chưa quay lại? Phòng 701 đã gấp tới lửa cháy tới đít rồi. Không tuyển được người còn ra ngoài đi hát rong à? Lập tức thông báo cho bọn họ, trong vòng 24 giờ buộc phải tới gặp tôi. Bằng không đừng về 701 nữa. Ngồi đi, mời dùng trà. Cảm ơn cô, đừng khách sáo. Đi làm việc đi. Nào, ngồi đi. Nghe nói lần này cậu rất hối tiếc. Tôi cũng không ngờ được. Theo nghe nói là khoa số học của Đại học Định Châu chúng tôi trong cả nước cũng xếp thứ nhất, thứ hai. Không ngờ rằng cậu chẳng nhìn trúng được ai cả. Khoa số học Đại học Ninh Châu nhân tài đầy rẫy. Thầy và cô vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của em. Em không định ra về tay không? Em muốn đưa Dung Kim Chân đi. Con về rồi. Kim về rồi à? Chào cô ạ. Kim à, hiệu trưởng có khách, đừng làm phiền thầy. Kim ơi, nào, đưa hộp cơm cho chị đi. Mẹ, sủi cảo mẹ làm thực sự là ngon như vậy sao? Mẹ xem, lại ăn hết sạch một hộp rồi. Ai cũng được, mình cậu ta là không được. Tại sao? Hiệu trưởng, trước khi em tới Đại học Ninh Châu đã đi qua rất nhiều ngõ, cũng đã gặp rất nhiều người. Dung Kim Chân là người thích hợp nhất trong những người mà em đã gặp. Đó là bởi vì cậu căn bản không hiểu nó. Nhưng em hiểu thầy. Em tin con mắt nhìn nhân tài số học của thầy. Cũng xin thầy hãy tin em, để em đưa cậu ấy đi. Em sẽ cho cậu ấy một tiền đồ dốc sức cho tổ quốc thật sáng lạn. Tôi không để tâm tới tiền đồ của nó. Vậy thầy để tâm tới tiền đồ của bản thân ư? Thầy muốn giữ cậu ấy bên cạnh, giúp thầy làm đề thi. Trịnh Đương, hiệu trưởng trong mắt cậu là người như vậy à? Xin lỗi thầy. Cô à, mẹ em rốt cục là ai? Sao vậy? Em muốn biết thôi. Chân à, sao em lại hỏi vấn đề này vậy? Hiệu trưởng không phải đã nói rồi sao? Bất kể người khác nói gì em chỉ cần học giải đề là được rồi. Nhớ kỹ lấy. Nhớ rồi ạ.
Mẹ, cậu ấy khẳng định là lại bị người ta bắt nạt rồi. Tôi nói thật với anh nhé, Kim Chân thực sự là một thiên tài toán học, nhưng đây chỉ là một mặt của cậu ấy mà thôi. Những mặt khác anh không hề biết. Trong cuộc sống và các mối quan hệ, cậu ấy như kẻ thiểu năng vậy, ngốc lắm. Người như vậy không thể tự lo cho cuộc sống của mình, cũng không biết giao thiệp với người khác ra sao. Ông có chịu đưa về không? Ông xem đi. Đây là chị của tôi. Năm đó là tiến sĩ toán học trẻ nhất của Đại học Cambridge. Chị ấy chỉ có một đứa con trai độc nhất, nhưng lại là một thằng con thất bại. Hai vợ chồng hủy hoại hết gia sản của chị ấy. Cả hai chán nản mà chết. Cuối cùng, chị tôi chỉ để lại một đứa cháu trai, mà đến cha nó là ai cũng không biết. Thằng ngốc Kim Chân đó. Lúc chị tôi hấp hối, đã gọi tôi đến. Chị ấy gửi gắm Kim Chân cho tôi. Chị ấy nói không mong nó giàu có, chỉ mong chúng tôi có thể chăm sóc tốt cho nó, cho nó có thể sống bình an đến hết cuộc đời này. Tôi nhớ lúc đó nó mới đến nhà tôi, hình như chỉ mới 7 tuổi. Một đứa trẻ 7 tuổi, đến một câu hoàn chỉnh, một câu có 5 chữ nó cũng không nói nổi. Đều nhờ hết vào cô giáo tận tâm chỉ dạy, mới được như bây giờ. Về căn bản nó đã có thể xử lý vài chuyện nhỏ trong cuộc sống, có thể nói được mấy câu hoàn chỉnh. Anh nói xem Trịnh Đương, giao một người như vậy cho anh, tôi có thể yên tâm không? Cô giáo của anh có thể yên tâm không? Dù có thế, tôi vẫn muốn đưa cậu ấy đi. Nếu anh đã nhất quyết muốn đưa nó đi như vậy, vậy tôi cũng có thể nói cho anh biết. Trong thư giới thiệu mà anh mang đến, có nói là muốn tôi đề cử người cho anh, trợ giúp cho công việc của anh, chứ không hề nói là anh có thể bắt ép đưa người đi. Được rồi, tôi không tiễn nữa. Chào hiệu trưởng. Cơm đã nấu xong rồi, ăn đã rồi hãy đi. Thôi cô ạ, cảm ơn cô. Ông què đó đến nhà ta làm gì vậy? Vô lễ. Cháu quen ông ấy à? Vừa mới quen ạ. Thank you.